Trước khi bắt đầu video trong ngày hôm nay, mình xin phép cảnh báo tất cả các bạn rằng video của mình mang hơi hướng kinh dị. Vì vậy các bạn hãy đảm bảo các bạn đã đủ tuổi để xem video của mình. Và nếu như các bạn quá sợ hãi thì có thể nhờ bạn bè, người thân, ba mẹ xem cùng cho đỡ sợ nhé. Và hãy ghi nhớ rằng video của mình không mang tính chất bắt buộc và bắt ép các bạn làm những việc kinh khủng với bản thân. Hãy nhớ, tất cả mọi thứ trên YouTube đều là ảo mà thôi. Còn bây giờ thì xin mời các bạn xem video của mình. Đúng là không còn gì bằng, sau một ngày dài làm việc vất vả, mình cuối cùng cũng có thể quay trở về lại ngôi nhà của mình để nghỉ ngơi đó các bạn. Ngày hôm nay cũng như vậy, mình đã rời khỏi ngôi làng của Minecraft của mình quá lâu rồi để mình có thể đi làm việc, đó chính là mình đi tìm hiểu cũng như là mình đi điều tra về những điều kỳ lạ bí ẩn trong thế giới Minecraft đó. Và mình quyết định đó nha là hôm nay mình sẽ không đi điều tra nữa, mình sẽ quay trở về lại ngôi nhà và ngôi làng Minecraft của mình để mà nghỉ ngơi đó các bạn ơi. Và đó, đẩy chiều các bạn ạ. Cuối cùng đó nha, mình cũng đã thấy được đó hả, ngôi làng Minecraft của mình rồi. Đây chính là cái cảng biển trong ngôi làng của mình nè. Màu trống quay trở về lại ngôi nhà của mình thôi. Mình nhớ nhà quá à. Mình thật sự đó nha, rất là muốn luôn được nằm trên đó hả, cái giường thân yêu của mình. Và được ngã lưng cũng như là hả, được thoải mái gọi là tận hưởng cuộc sống đó các bạn. Màu trống quay trở về lại ngôi nhà của mình thôi nào. Và hả? Ủa? Hold on a minute. Hình như lâu rồi mình không quay trở về lại ngôi làng của mình. Thì mình nhận ra rằng đó nha là có vẻ như có một cái gì đó khá là bất thường đối với lại ngôi làng của mình đó các bạn. Các bạn coi kìa thấy không? Tại sao tự nhiên bây giờ ở ngôi làng Minecraft của mình đó lại có những cái hàng rào rất là to bự vậy các bạn? Và những cái hàng rào này mình thấy đó nha, nó không hề giống những cái hàng rào trong thế giới Minecraft đâu, mà nó còn được đính kèm với lại kẽm gai đó các bạn ơi. Một cái hàng rào mà được đính kèm với lại kẽm gai thì rốt cuộc đó nha là đã có chuyện gì xảy ra với lại ngôi làng của mình vậy? Để mình thử mau chóng vào bên trong ngôi làng và coi thử xem đó hả là liệu đang có chuyện gì xảy ra. Mình thấy ở đây có hai ông dân làng nè. Và ôi trời đất ơi, nhìn thấy ghê quá à. Và có vẻ như đó nha là hai ông dân làng này đó hả, nhìn đang rất là hoảng sợ luôn. Này hai ông dân làng ơi, rốt cuộc đó hả là đã có chuyện gì xảy ra mà tại sao hai ông dân làng lại xây nên một cái hàng rào kẽm gai như thế này vậy? Rốt cuộc đó hả là đã có chuyện gì? Dân làng, chuyện kinh dị đã xảy ra rồi Cassidy ơi. Hả? Chuyện kinh dị đã xảy ra là chuyện gì hả ông dân làng? Rốt cuộc đó nha là trong thời gian mà tôi đi vắng đó hả, làng chúng ta đã gặp chuyện gì? Trong lúc cậu đi vắng thì đã có một thực thể ác quỷ xuất hiện và tấn công ngôi làng. What? Cái dân làng đã ra tay và tìm mọi cách để có thể ngăn chặn thực thể ấy. Nhưng thật sự mọi thứ đều không thành công và hậu quả là rất to lớn. Hả? Cái gì? Trong thời gian mà tôi đi vắng hả? Thì ngôi làng chúng ta đã gặp phải chuyện kinh khủng khủng khiếp hả? Thực thể ác quỷ đã tấn công sao? Và rất có thể đó hả? Đó chính là lý do vì sao mà các ông dân làng đã xây nên những cái hàng rào kẽm gai như thế này. Nhưng mà các ông dân làng ơi, nếu như đấy nha, các ông dân làng đã xây lên cái hàng rào này thì rốt cuộc đó hả là hậu quả to lớn mà ngôi làng đã gặp phải là chuyện gì hả ông dân làng? Hãy mau chóng đó nha, nói cho tôi biết đi các ông dân làng ơi. Gần như toàn bộ các dân làng đều đã chết. Wait what? Ông nói sao? Gần như toàn bộ tất cả các dân làng đều chết luôn hả? Cái gì ghê gớm vậy? Cho nên bây giờ bọn tôi phải tìm mọi cách để có thể rào chắn lại ngôi làng. Tuy có thể là không đủ nhưng có còn hơn không. Gần như toàn bộ các dân làng đều đã chết. Wait what, các bạn thấy chưa? Chuyện gì quan trọng đó nha là các ông dân làng sẽ nhắc lại hai lần luôn. Và đó cũng chính là lý do vì sao đó hả mà các ông dân làng đã phải xây nên một cái rào chắn như thế này để mà ngăn chặn việc thực thể ác quỷ đó sẽ trở lại đó các bạn. Thôi được rồi các ông dân làng ơi, bây giờ để tôi cho. Bây giờ nha, tôi sẽ là người điều tra. Tuy đó hả là ngày hôm nay là một ngày mà tôi rất là muốn nghỉ ngơi luôn, nhưng mà ngôi làng chúng ta bây giờ trở nên như thế này thì tôi thật sự đó hả không can tâm một tí nào cả. Để tôi sẽ là người bảo vệ ngôi làng này tiếp tục cho. Các ông dân làng đừng có lo nha. Bây giờ hả các ông dân làng lo mau chóng đã tìm cách mà rào chắn lại ngôi làng tiếp đi. Để tôi cho. Rồi đó các bạn có thấy không? Bây giờ nha, mình đi tới đâu các bạn ạ, mình cũng thấy đó hả là các ông dân làng đã tìm cách để mà rào chắn ngôi làng lại đó, giống như đó hả là tìm mọi cách nhiều nhất có thể để mà không cho phép bất kỳ một thực thể ác quỷ nào xuất hiện đó các bạn. Thấy mà ghê luôn á. Và oh my god,
ngay cả cái chỗ bảng thông báo nè các bạn thấy không? Nhà thông báo, bảng thông báo trong ngôi làng của mình nè cũng đã được rào chắn lại rồi. Và mình tốt nhất đó nha là mình không nên phá cái rào chắn này. Hả? Ơi, trên bức tường có những cái biển thông báo. Nghĩa là chắc có thể đấy nha, đây là những cái thông báo về thực thể ác quỷ đã xuất hiện trong ngôi làng của mình đó các bạn. Thôi rồi, để mình lại mình đọc thử nào. Gia cố phòng thủ, bảo vệ những gì còn sót lại, bảo vệ ngôi làng và bản thân khỏi thực thể đó. Thực thể cao 4 block ác quỷ. Hả? Thực thể cao 4 block ác quỷ. Các bạn ơi, đã bao giờ các bạn có biết về cái thực thể cao 4 block chưa các bạn? Đã bao giờ các bạn nghe tới về những thực thể cao 4 block chưa? Và những bạn nào đã nghe rồi đó nha, thì các bạn hãy thử dự đoán xem là thực thể cao 4 block là thực thể nào các bạn? Thực thể cao 4 block ác quỷ có thể mạnh tới nỗi đó nha, mà có thể gọi là phá hủy ngôi làng và tiêu diệt gần như toàn bộ tất cả các dân làng trong ngôi làng của mình. Mọi chuyện càng ngày càng khó hiểu luôn á. Mà thôi được kệ đi, được rồi. Bây giờ để mình thử coi lý do vì sao mà ngôi làng này, các ông dân làng đó nha, lại rào chắn bảo vệ cái khu vực phía sau ngôi làng vậy. Vậy thì chắc chắn phía sau ngôi làng có cái gì đó. Và oh my gosh, đúng như mình nghĩ nè các bạn có thấy không? Phía sau ngôi làng đó chính là máu đó các bạn. Và rất có thể đó nha, thực thể ác quỷ đó đã tàn sát toàn bộ tất cả các dân làng ở phía sau ngôi làng này. Đâu được thử coi. Và oh my god, ở đây bây giờ mình chỉ thấy toàn là máu me mà thôi. Và nếu như đấy nha, mình không biết các bạn có thể ngửi được cái mùi đó không, mà mình có thể ngửi được các bạn ạ. Đó chính là mùi tử khí trong thế giới Minecraft đó. Oh my gosh, nên thật sự không thể nào tin được luôn. Và hả, cái gì đây? Các bạn nhìn được các bạn ạ. Oh my god, cái ông nhân làng này bị giết chết mà các bạn thấy không? Mà điều kinh khủng nhất đó nha là từ từ, để một lần nữa mình xin phép nhắc lại cho tất cả các bạn, những bạn nào bị yếu bóng vía, sợ máu, sợ ám ảnh, sợ cảnh kinh dị, sợ những thực thể ma quỷ ma ám trong thế giới Minecraft, thì hãy tạm thời dừng lại video này và đừng xem nữa. Mà nếu như bạn vẫn muốn xem đó nha, hãy nhờ người thân, anh chị em, bạn bè coi chung cho đỡ sợ nha các bạn. Bởi vì mình sợ rằng đó hả là các loại bị ám ảnh tới chết đó. Mình không muốn như vậy đâu. Mà các bạn coi nữa thấy không, cái thực thể ác quỷ này mình không phải nữa, cái xác ông dân làng này mình không biết đó hả là mình cứ nên nói ra hay không, nhưng mà ông ta hả giống như là đã bị thối rữa với các bạn ạ. Và ông ta bị giết chết cách rất là tàn ác luôn. Mà điều kinh dị nhất đó nha là ông ta, các bạn thấy không, thối rữa nè, bây giờ nửa thân người rồi tay chân ông ta không còn nguyên vẹn. Và hình như điều kinh khủng nhất các bạn ơi là ông ta bị lột đồ đó các bạn. Đúng rồi, trời ơi, đếm như là những cái vụ thảm sát án mạng ở bên Mỹ đó các bạn ơi. Đúng rồi đó, tên sát nhân đó nha sẽ lột đồ của nạn nhân và làm những chuyện ghê rợn cực kỳ luôn, và sau đó sẽ giết nạn nhân đó các bạn ơi. Và giống như ngày hôm nay nè, những ông dân làng các bạn ạ cũng bị y chang như vậy luôn nè. Ơi bảo sao thực thể đó kinh khủng như vậy luôn, sẵn sàng giết và giết chết và lột đồ các nạn nhân luôn hả? Cái quái đản gì vậy trời ơi. Bởi sao mình nghe thấy mùi tử khí quá trời luôn. Nhìn tội nghiệp đáng sợ quá các bạn ơi, sợ hãi ghê. Và hả? Ê, từ, ở đây có ông dân làng nè, mà như là ông ta chưa chết hẳn hay sao các bạn ơi? Ông ta vẫn còn gọi là vẫn còn mặc áo mặc quần nè. Vậy là có vẻ như đó nha, cái tên sát nhân đó chưa kịp làm gì ông dân làng này nè các bạn ơi, thì có vẻ như đã bị phát hiện rồi. Cho nên đó hả là hắn ta đã bỏ chạy ngay lập tức. Mình nghĩ là như vậy đó các bạn. Ê da, đáng sợ ơi. Ông ta cử động, ông ta còn sống hả? Cái gì vậy? Ơi, dân làng hấp hối. Hắn không cao 4 block. Hả? Cái gì? Thực thể ác quỷ đó không cao 4 block hả? Ông dân làng ơi, ông mau nói tiếp đi ông dân làng. Ông nói đi ông dân làng ơi. Mà hắn còn hơn thế nữa. Hắn sẽ làm thối rửa cơ thể, tắt thở. Hả? Cái gì? Ông dân làng ơi, xong tắt thở rồi. Ơi bà các bạn. Hả? Wait what? Các bạn có thấy không? Đầu tiên đấy nha là cái ông nhân làng đó vẫn còn rất rất là bình thường luôn. Nhưng mà sau khi ông ta tắt thở một cái đó các bạn, thì ông ta lại quay trở về cái hình dạng bị thối rữa nè. Vậy là cái thực thể ác quỷ đó có khả năng làm cho con người ta bị thối rữa hả?
Từ từ, từ từ, vậy thì bây giờ đó nha, mình có thể khẳng định được một điều các bạn ơi, là tên ác quỷ đó nha không hề lột đồ nạn nhân ra và làm chuyện kinh dị với hắn ta, với lại nạn nhân các bạn ạ. Nói chung đó nha, là cái tên này vẫn còn chút nhân tính, hắn ta đó hả chỉ giết người làm thú vui mà thôi. Hơi à, à, cũng gọi là may mắn ghê các bạn ạ. Đúng rồi đó, chứ mình nghĩ đó nha, hắn ta còn làm chuyện kinh khủng tài trợ hơn nữa thì thật sự mình không biết nói gì luôn. Nhưng mà cái tên này đó hả, sau khi hắn ta giết người đó nha, hắn ta sẽ làm một cái gì đó vào người của nạn nhân, và từ từ nạn nhân sẽ hấp hối mà chết, và cuối cùng nạn nhân sẽ trở thành một cơ thể thối rữa đó các bạn. Ây da, và điều kinh khủng nhất đó đó đã xảy ra ở trước mắt của chúng ta rồi. Được rồi, bây giờ mình tiếp tục vậy, mình sẽ đi thử xem đó nha, là liệu xung quanh đây mình nó còn một cái manh mối gì và thực sự ác quỷ đó hay không. Lúc đó đó hả, mình sẽ hiểu rõ hơn về mọi vấn đề. Và ơi, vệt máu nè, các bạn thấy không? Và hình như là những cái vệt máu này là đang đi về phía sau của ngôi nhà này. Hả? Cái gì vậy? Đâu, để mình thử nhảy lên cái cây nha các bạn ơi. Ok, bắt cua cái cây nào. Và nhảy lên nào, nhảy lên. Oh my god, mình không biết là liệu hả mình có phải gặp phải chuyện kinh khủng ác quỷ quái đản gì đây hay không nữa các bạn ạ. Và hả? Cái gì đây? Oh my god, các bạn nhìn nè, một ký hiệu thánh giá máu các bạn ơi. Đây đó nha, là những cái vết máu mà hồi nãy đó hả mình thấy rằng các ông nhân làng đã chảy máu đó các bạn. Nhưng mà tại sao bây giờ ở đây lại có ký hiệu một cái thánh giá máu nè? Wait what? Vậy là có khi nào đây chính là nơi mà hắn ta đã được triệu hồi đến không? Mình nghĩ như vậy đó các bạn ạ. Một bí mật đầy khủng khiếp và kinh dị luôn á, không hiểu sao luôn. Ơ cái gì vậy, ai đây hả? Thôn Hero Pride. Chết. Đây là Hero Pride cao các bạn ơi. What, trời ơi. KS đã bị giết bởi Thôn Hero Pride các bạn ạ. Sinh vật này sẽ làm cơ thể của con người ta bị thối rữa đó. Và các bạn ạ, đó chính là toàn bộ câu chuyện kinh dị về thực thể Thôn Hero Pride trong thế giới Minecraft. Thoạt đầu tiên thì ai cũng tưởng rằng thực thể này chỉ là một thực thể ác quỷ cao có 4 block mà thôi. Tuy nhiên, thực sự lại không phải như vậy. Thực thể này cực kỳ cao và cách thức giết người, cách thức giết nạn nhân của hắn ta cũng cực kỳ ác quỷ. Hắn ta sẽ làm cơ thể của nạn nhân thối rữa từ từ và sẽ bị ăn mòn từ bên trong, cho tới cuối cùng, cái xác của nạn nhân còn lại không còn một gì cả. Vì vậy các bạn ơi, hãy cẩn thận trước thực thể Thôn Hero Pride nhé. Và bây giờ mình nghĩ rằng mình sẽ phải tạm thời dừng lại cái video này ở đây. Các bạn ơi, các bạn thích video này, hãy cho mình một lượt like. Và nếu như các bạn muốn nghe tiếp những câu chuyện kinh dị đến từ mình, hãy cho mình luôn cả một nút đăng ký. Và đừng quên hãy bình luận đã xem hết nếu như các bạn đã coi hết video của mình trong ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại và đừng hoảng sợ. Falling, I'ma keep on falling.